Vì chúng dễ vào lắm thật, nó thắng cho đồn mà. Mời các bạn diễn biến cuối ở set thi đấu thứ nhất giữa hai đội Trung học phổ thông Ba Bể gặp Trung học phổ thông Bộc Bố Bắc Nặng. Điểm số hiện tại là 24-18 ở set thi đấu thứ nhất. Chào Lê Xuân Thưởng. Một pha đánh bóng tốt của số 11 Ba Bể. Điểm 25-18. Kết thúc set thi đấu đầu tiên, đội Ba Bể giành chiến thắng 25-18 trước các cầu thủ Bộc Bố, qua đó tạo vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Mời quý vị và các bạn tạm nghỉ phút trước khi theo dõi set thi đấu thứ hai của trận đấu này. Bộc Bố đề trận thứ hai thôi đúng không? Đấy, trận thứ hai. Đấy, trận thứ hai mà thua hai trận thì lại nó hẹp vào. Bạch Thông còn trận nào nhỉ? Còn hai trận nữa. Hai trận nữa. Đây là trận chuyên. Chuyên Bắc Cạn à? Muốn vào thì là bắt buộc phải thắng một trong hai trận. Thắng một trận nữa. Chuyên với Ba Bể à? Hai thằng này cũng mạnh hết đấy. Đúng vào thì phải thắng một trong hai. Thằng Chuyên hôm qua là thắng thằng cấp 3 đúng không? Cấp 3 phải là phạt thủ. Phạt nó một thằng không cơ hội, khẳng định luôn. Sáng qua nó không đánh em, không sợ thằng kia đánh nhiều. Ok Văn Thư nhá, số 11 Ba Bể là Hoàng Văn Huyên đây. Duyên đang thắng 1-1 ạ. Hoàng Văn Huyên năm nay học lớp bao nhiêu em ơi? Chưa đánh bố ạ? Nhà ở chỗ nào Ba Bể đấy? Nào muốn vào được phải thắng. Yeah. Yeah. Đủ rồi chị. Còn cái nền này nó chắc. Nó có rồi nó. Nền cái bóng tông thôi. Đây các tuyển thủ Bắc Nặng đây. Bộc Bố Bắc Nặng đây. Cái trái cổ tay dẻo nhỉ. Qua nó vào đà nó không chuẩn. Toàn vào dưới. Ok cảm ơn bạn Minh Thư nhá. Lớp 11 học sinh lớp 11 trung học phổ thông Ba Bể. Nhà ở Thượng Giáo. Ok, cảm ơn em. Ngồi thì mỏi quá. Của đất. Mời các bạn tiếp tục theo dõi set thi đấu thứ hai giữa hai đội Trung học phổ thông Bộc Bố Bắc Nặng gặp Trung học phổ thông Ba Bể. Ở nội dung thi đấu môn bóng chuyền nam với Trung học phổ thông. Hội khỏe giải Hội khỏe phổ thông tỉnh Bắc Cạn năm 2021. Đây là pha
ghi điểm 1-0 cho Ba Bể. Ở set đấu thứ nhất thì đội Ba Bể giành chiến thắng 25-22 trước các cầu thủ Bộc Bố. Và phát bóng của Hứa Quang Huy, em trai của Hứa Thị Hảo. Đương kim huy chương vàng môn bóng chuyền nữ Hội Khỏe Phù Đồng tỉnh Bắc Cạn năm 2021-2019. Được các bạn. Điểm 1-1 cho Bộc Bố. Rồi là pha ghi điểm ở biên 4 của Hoàng Huyên. Điểm 2-1 cho Ba Bể. Vâng, cấp 3. Điểm 2-2 cho Bộc Bố. Các bạn hãy comment cho tên và số áo của đội ba Bộc Bố hỗ cho mình với ạ. Mình không biết nhiều về đội Bộc Bố. Đây là Ba Bể đánh bóng chạm lưới. Điểm 3-2 cho Bộc Bố. Ba Bể anh ơi. Chào 74 khán giả anh em đang xem. Sang rồi, bóng đã sang, tội cho Bộc Bố. Pha bỏ nhỏ tốt của số 12 Bộc Bố. Điểm 4-2 cho Bộc Bố. Ở set đấu đầu tiên này thì đội Bộc Bố khởi đầu có vẻ tốt hơn. Họ đang tạm vươn lên dẫn trước cách biệt 4-2. Một pha không hiểu ý giữa chuyền 2 và cầu thủ mang số 12 bên phía Bộc Bố. Điểm 3-4. Vậy là điểm Bộc Bố 5-3. Bắn chắn thành công, cơ hội cho Bộc Bố. Còn rất cao. Sang rồi, bóng đá sang, cơ hội tiếp tục cho Bộc Bố. Ra tay rất nhanh ở biên 2 của các cầu thủ Bộc Bố. Điểm 6-3 cho Bộc Bố. Hoàng Huyên, bóng bật chắn ra ngoài, điểm cho Ba Bể 4-6. Rất đáng tiếc và đánh bóng không qua được hàng chắn của Ba Bể, điểm tiếp cho Ba Bể 5-6. Bộc Bố đánh rất ra ngoài, rất đáng tiếc. Điểm 6-6 cho Ba Bể. Như vậy là Ba Bể lên 3 điểm liên tiếp, săn bằng được tỷ số 6-6. Ngay lập tức huấn luyện viên trưởng đội Bộc Bố xin tạm dừng hội ý chiến thuật lần thứ nhất ở set thi đấu thứ hai. Vâng, vẫn vòng bảng ạ. Đây mình lượt trận thứ hai của Bộc Bố thôi. Bộc Bố đây mình là lượt trận thứ hai thôi. Mau xem của anh tiếp trận trực tiếp hay hơn. Cả một người biết không? Không lên nổi 100 người. Bóng rất cao tầm, bỏ nhỏ không được.
Rất đáng tiếc một pha để bóng rơi tự do của các cầu thủ Ba Bể. Điểm bậc bố 76. Ngọc Huy rồi là pha ra tay ở biên 4 của Quang Huy. Điểm 7 đều cho Ba Bể. Nóng đấy, nóng đấy, cởi áo ra được đấy. Tiếp pha lên phát bóng không có lưới của Ba Bể. Điểm cho bậc bố 87. Quang Huy, một pha bỏ nhỏ tốt của Quang Huy. Điểm 8 đều cho Ba Bể. Chào Hoàng Đoan. Chuyền hai bậc bố, chuyền đẹp nhỉ. Chuyền hai của bậc bố là cầu thủ áo số 10 Ma Thế Cường. Nhà ở đâu nhỉ anh ạ? Nhà ở bậc bố luôn này. Chào 90 vị khán giả đang xem buổi live stream của mình nhé. Vị khán giả hãy chia sẻ cho lên được 100 lượt xem đi ạ. 90 lượt rồi, sắp được 100 rồi. Sắp phá kỷ lục Guinness rồi. Điểm 98 cho bậc bố. Chắn tốt. Tuyệt vời. Và đánh bóng lỏng tay tốt của các cầu thủ bậc bố. Tuấn ơi, sang đây xem truyền hai truyền nhân của Tuấn Con này. Số 10 của bậc bố nhá. Truyền hai gần bằng Tuấn rồi đấy. Okay. Cảm ơn Lê Xuân Thưởng nhá. Điểm tiếp bậc bố 11-8. Vậy là bậc bố dẫn trước 11-8, cách biệt 3 điểm cho bậc bố. Xét đấu thứ hai này thì các cầu thủ Ba Bể đã trùng xuống. Không có đó là các cầu thủ bậc bố đã vung lên. Để bóng rơi tự do, điểm cho Ba Bể 91. Chào bạn Văn Trương, rồi truyền nhân của Tuấn Con đấy, Ma Việt Cường, Ma Thế Cường. Đánh bóng tốt. Đây là pha ghi điểm của cầu thủ áo số 6 của bậc bố. Điểm 12-9 cho bậc bố. Hoàng Huyên, một pha đánh bóng gọn gàng ở biên 4 của Hoàng Huyên. Bóng trong sân. Điểm 10-12 cho Ba Bể. Chào bạn Hà Huế. Đánh hay quá, cổ vũ cho cả hai đội. Cố lên. Ok, cảm ơn bạn. Tốt của các cầu thủ bậc bố. Tiếp tục là pha ghi điểm của số 12 bậc bố. 13-10 cho bậc bố. Một pha đáp trả rất gay gắt của Hoàng Huyên. Điểm 11-13 cho Ba Bể. Hoàng Huyên có chiều cao rất tốt. Em bật rất sung, bật rất cao, đánh bóng trên chắn. Ừ.
chưa chạm chắn của các cầu thủ. Bộc Bố, điểm cho Bộc Bố 14-11. Chào Xuân Thưởng nhá, số 12 là Hà Chính ạ, ok em, cảm ơn em. Lại là pha ra tay của Hoàng Huyên, cầu thủ áo số 11 của Ba Bể. Điểm 12-14 cho Ba Bể. Thưởng ơi, comment tên số của đội ba Bộc Bố cho anh đi. Số 12 là Hà Chính, số 10 là Thế Cường, còn mấy cái số kia thì anh không biết. Con đủ bóng tốt của các cầu thủ Bộc Bố. 3-3. Số 19 là Khánh à? Quốc Khánh nhỉ? 19 à? Linh ơi, đi lên tao dưới đi. Đi tao dưới đi. Tiếp tục pha phạt bóng của Hoàng Nguyên. Điểm 13-14 cho Ba Bể rồi. Bán chắn thành công. Rất đáng tiếc, một pha sang luôn của trên hai Thế Cường. Bóng không qua lưới, điểm 14 đều cho Ba Bể. Ngay lập tức đội Bộc Bố xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Lần thứ hai ở sách thi đấu thứ hai. Kích đồ số 6 Văn Tuyên. Chào Dương Trương. Dương Trương ơi, ra cánh tâm đi Dương Trương ơi. Bộc Bố điểm số sách thi đấu thứ hai nhá. Điểm số hiện tại là 14 đều. Ở hiệp đấu đầu tiên thì Ba Bể giành chiến thắng 25-12. Tiếp tục là pha sang luôn của trên hai Thế Cường. Con phòng thủ tốt, bóng không qua lưới, điểm cho Bộc Bố 15-14. Anh ngơ đấy rồi. Anh em mình ngày xưa cũng nhảy nhẹ. Chào bạn Cà Phương Ngân. Hiệp 1 là điểm 25-22 nghiêng về Ba Bể nhá. Ba Bể đang tạm dẫn trước các cầu thủ Bộc Bố. Bộc Bố phải giành chiến thắng ở set thi đấu thứ hai này để níu kéo trận đấu vào set thi đấu thứ ba quyết định. Trận thi đấu ra quân ngày hôm qua thì đội Bộc Bố đã để thất thủ 1-2 trước các cầu thủ trung học phổ thông Thủ Thông Bạch Thông. Rồi là pha đánh bóng ra ngoài của các cầu thủ Ba Bể, điểm 16-14 cho Bộc Bố. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là ngôi sao Triệu Trè Diễm Quỳnh, chủ công xuất sắc của đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ huyện Bắc Nẵng, đã vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh Bắc Cạn năm 2020. Và đặc biệt tấn công xuất sắc nhất. Không,
Ngồi anh đang đứng cạnh anh Ma Văn Chẩn em ơi. Phòng thủ rất hay. Thủ bóng tốt. Bỏ. Quang Huy. Bóng không có lưới, rồi là pha chuyền hai hơi khó sau đó tấn công của Quang Huy. Điểm 17-14 cho Bộc Bố. Vậy là Ba Bể xin sự thay đổi người. Cầu thủ số 4 vào sân, ra sân là cầu thủ máu số 7. Số 7 lúc đấy mình thấy khởi động rất sung nha các bạn nhá. Đập xuống vạch 3 mét luôn. Nhiên vào sân đánh lại tâm lý. Quang Huy không qua được bám chắn của Thế Cường. Đáng tiếc lối chạm lưới của chuyền 2 Thế Cường. Điểm 15-17 cho Ba Bể. Chào 101 quý vị khán giả đang xem buổi live stream của mình. 103 rồi ạ. Cảm ơn quý vị các bạn. Cho mình một like, một chia sẻ đi ạ. Bám chắn. Chắn ra ngoài. Điểm cho Ba Bể 16-17 cho Ba Bể. Viên 4. Một quả nhỏ tốt của số 2 bên phía Bộc Bố. Điểm 18-16 cho Bộc Bố. Số 7 Ba Bể Trương Hải Dưỡng. Ok, Trương Hải Dưỡng vừa được số 4 vào sân thay rồi. Điểm cho Ba Bể, rồi là pha ghi điểm của Quang Huy ở vị trí số biên 2. Điểm 17-18 cho Ba Bể. Trọng tài vừa bắt lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Ba Bể. Tuy nhiên các cầu thủ Ba Bể kháng cáo là mình không phạm lỗi kỹ thuật. Vậy là trọng tài đã xác định đánh lại pha bóng này. Rồi trọng tài bắt lỗi hàng sau của các cầu thủ Ba Bể, tuy nhiên không chính xác. Đánh lại tình huống vừa rồi. Trận đấu tiếp tục, Ba Bể phát bóng. Lê Xuân Thưởng, chuyền nhân số 5 của Lê Xuân Thưởng. Tái hiện lại pha phối hợp của Lê Xuân Thưởng và Tuân Con. Giữa chuyền 2 Thế Cường và cầu thủ máu số 5 của Bộc Bố. Như vậy là điểm 18 đều cho Ba Bể. Điên 4. Tốt, thủ hàng sau rất hay. Điểm cho Bộc Bố 19-18. Pha ghi điểm của số 5 Bộc Bố. Xin giữ cho Hoàng Phát Hoàng chạy xuống trên trăm. Đương nhiên là Phát Hoàng nó đứng ở trên 3 mét rồi mà. Chẳng có anh ấy thì không có sai. Không, nó có nhấp vạch như tay nó có qua lưới đâu. Nó có bóng. Ba Bể nó bóng tốt nhiều, theo Ba Bể, Ba Bể nhìn đều.
Rồi rồi. Bảo vệ 20 đều. Ủa em chắc bóng em. Ôi chẳng bán luôn nha. Trận đấu tiếp tục. Điểm số 23-21 nghiêng về Ba Bể. Đánh tốt của các cầu thủ Bộc Bố. Điểm 22-23 cho Bộc Bố. Và ghi điểm của 12 Bộc Bố. Quát phát án luôn. Bộc Bố phát bóng không qua lưới. Điểm cho Ba Bể 24-22. Set point cho các cầu thủ Ba Bể. Có lẽ trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về các cầu thủ Ba Bể. Rất đáng tiếc cho đội Bộc Bố. Tốt của các cầu thủ Bộc Bố. Điểm 23-24. Quang Huy và mặt trắng ra ngoài của Quang Huy, điểm 25-23. Đây là kết thúc trận đấu đội Ba Bể giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước các cầu thủ Bộc Bố. Xin được chúc mừng các cầu thủ Ba Bể đã giành chiến thắng ở trận đấu này. Trận đấu rất hay, chất lượng chuyên môn rất cao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Quý vị và các bạn xem hay thì like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của chúng tôi.
Rồi, anh.